cùng lan hương. Châu Ngọc Long, lan hương, Ngọc Long. Dây tơ hồng chung đôi lòng, ta mơ ngày vui kết tóc thương nhau suốt kiếp, sẽ bên nhau không rời. Từng làng rạng rỡ đến bên nhau nguyên thủy. Màn gì thế? Kìa, Hoàng Khánh Minh, hiện đệ đến bao giờ? Đệ đến từ lúc huynh đang say ngủ, miệng thì thầm gọi Phụng Lan Hương. Dường như là đau đớn, tưởng phải chia xa kẻ hồ người hơn. Huynh đang mơ màng trong giấc mộng thần tiên, cùng chung ước nghi thể hương nguyện với một nghe nàng tên Phụng Lan Hương, bán hổ danh đệ mới trọn yêu thương. Có ngờ đâu cha nàng hay được bắt phải quay về, và trấn nước quỳnh quán di hồn kinh, lo sợ giật mình tỉnh dậy thành lình mới biết chim bao. Cảm thần giao trùng hộp đưa vào, có thật ngoài đời nàng Phụng Lan Hương? Hả? Hiền đệ, hiền đệ nói sao? Có Phụng Lan Hương à? Phải, là con gái quan phi phụ, ngày mai này gieo tu cầu tế lễ tuyển phu, định đến rượu huynh vui bước nhàn du, không ngờ nghe được chuyện chim bao. À đúng rồi, trời à cao xui à khiến hòa duyên á, tớ ông Nguyệt Lão tiền kiên à. Cùng à nhau mau à đến lầu hoa, mai sau duyên số tình cao người hướng sang. Đời huynh gian khổ hàng gì, không nên dương dấn mà chi. Hèn sang giai cấp ngàn xưa, ta nên tự hiểu là hơn. Không hề chi nếu phải duyên
cầu nghĩa tình đi sẽ khiến huynh đoạt trái cầu hồng cùng cô ấy nên duyên vợ chồng độc chia trời bán khó chui trong lòng. Nhưng em thấy huynh cơ hàng xiêm áo lụa là ở nơi nào để thay vào đi đến quan trường. Thôi đừng mơ trèo cao rồi đau. Nghe bao lời chớ nên ngại ngùng, giúp cho huynh lứa đôi tương phùng xiêm áo em trao. Tình ngày nay vì chiều em khổ thân giờ đây, chờ sơn quy cùng vui chung đường. Có sơn quy đến bên bàn hiền ta hãy đi à xem dèo cầu. Ta đi cho huynh. Vợ chồng là trăm năm tròn hạnh phúc muôn thuở, do quyền phu mẫu truyền ban ta dám đâu sai lời. Con gái của cha ngoan lắm, nhưng cha chọn hôn nhân là hổ đối muôn đăng, gieo tố cầu chỉ là lễ tạm mà thôi. Chờ duyên con, cha đã định rồi, cha sẽ chỉ cho con thả cầu vào nơi xứng đáng. Kìa ông, gieo tố cầu rủi mai tròn đôi bạn, nếu ông chỉ người thì khấn nguyện mà chi. Nè, tôi sẽ cho bà tường tri, con gái mình tùy sắc nữ nhi, rể đông sàng diện mạo phải phương phi, mới xứng đôi kết thành chồng vợ. Trưởng nam quan thừa tướng triều ca, văn võ song toàn thế thiệt danh gia. Trường Bao là người dũng lực tài ba, đại lễ gieo cầu gửi đến chàng ta. Mới nghe qua vô cùng lo sợ, Trường Bao là kẻ kém đức vô tài. Lời cho trọn đạo làm con mai rủi vẹn lòng son do bởi tơ hồng. Cha xem duyên con là trời cao định đoạt, bèo giả qua trôi bụi cá cam lòng. Một phần mẹ cha lo lắng tập phòng, lỡ dở tâm đồng chỉ tội đời con. Chuyện Tơ Loan để cho con chọn lựa, ông chớ đưa vào phiền phức đến đời con. Tôi nói trước, nếu Lan Hương cục công tử lỡ vỡ cuộc hôn nhân, mũi dại lấy chiều đòn, con hư là tại mẹ. Bà nên thông hiểu lời ta, thương con mới tròn tình đầu. Nhà giàu sang cả ai hơn, trướng nam ngài tây tướng. Không nghe ta khuyên, hôm nay dứt tình phụ tử, ôm sầu đau xót sẽ chia lìa nhau. Ông cha nỡ tâm đùa
Lời hứa của Nghiêm Thân Vương triều chi chức bà nó ở nào binh vực con mình. Máu chảy về tim nước phải theo nguồn. Con lệ thấm khi con mình không thuận ngay, nghĩa khí nút cao trời lời cương quyết lòng nghi. Nếu con tạo chuyện sầu bi mang câu bất hiếu thì phí muôn đời. Hứa ra quyết chẳng đổi dời, cho người sang cả lời trao duyên đầu. Hãy nhớ, nếu không nghe, ta dứt tình cục trẻ, nghĩa cha con hai lối rẽ biệt ly. Cha! Cha! Hỡi cha già đành sao, làm cho đời trẻ thương đau. Qua duyên giới tham quan chỉ thêm sầu hận lệ tràn hồng nhan. Bởi Nghiêm Đường không nghĩ suy, hiếu không thương chi, tớ loạn hết mộng. Mẹ tìm cách thưa cha ân tình, gia đình mình mới tươi vui. Chưa lo cầu duyên với trời, tìm giao người xứng hôn nhân để con gửi. Đến giờ lễ bái kêu cầu, thỉnh phu nhân và nhị vị tiểu thơ khấn nguyện. Hai con theo mẹ. Dạ. Cho đó
chức thi phủ này ông cũng sẽ bay luôn. Từ kiếu trở về thưa với phụ thân công tử. Công tử hãy yên lòng để đó cho tôi. Tôi đến dinh ngài mọi chuyện thưa qua. Lục lễ nghinh hôn trầm sắc giáo hòa. Được, nội trong 3 ngày ta sẽ rước dâu. Kiếu ngài. Dạ, dạ thưa ngài. Lễ tuyển phu tú cầu bắt được. Châu Ngọc Long đang chờ hôn ước hòa đôi. Hiền huynh thân phận mồ côi, và xin sư phụ hãy giúp anh tôi toàn duyên nợ. Nó đâu rồi? Dạ, nó nào? Nó là cái thằng đoạt pháo cầu mày hội đố ta đó. Trời ơi, con rể của ngài mà ngài gọi nó này nó nọ. Châu Hiền huynh của tôi đây nè. Châu huynh, Châu huynh ơi, Châu huynh. Thôi đi. Trong mi nghèo sáng sơ đồ ba giờ. Cốc thô nay mờ đồi dám trèo cao. Muốn cùng sen khó chèn nên quay về. Hãy đưa tay nhân vàng nè chứ có buồn than. Trời ơi nhục nhã thai thân của tôi. Bởi con ông gieo câu bói tình duyên. Đành tâm bồi ước xưa gây thêm phiền. Gửi trao ông phao cầu. Trọn đời tôi lánh xa. Mày đâu? Tống cổ nó đi! Không cần phải đuổi xấu chúng tôi. Dù là kẻ thế cố cũng biết giữ tròn nhân phẩm. Chớ không như kẻ lầu quá trướng gấm thầm mơ mộng hưởng hư danh. Đành tâm bội tin kẻ cơ. Là phụ mẫu di dân mà tham vàng bỏ nghĩa. Bia miệng sẽ chê cười dù gạt tia lầu son. Ông đặt chuyển phao cầu dẻo đau khổ đời con. Dù nước chảy đá mòn cũng còn trở tiên sâu. Trí óc kẻ tham quan nói nhiều nào rõ thâu. Như đàn khải tai trâu mà cầu cảnh. Điều cố thần trắng nghĩa thầm mang chung tùng quân cơ hàng. Do gì con mới chuyện ta đành xót thương tình. Không thì mi chốn ngâm thì vùi chôn có mộng xanh tồn. Hãy đi mau ôm nhục từ nay. Chẳng nghe quân nên đành dưỡng. Nào đâu liên tiếc sang giao đến chung. Ân phần thôi bởi ta nghèo. Nên không tròn ước duyên tóc tơ. Trời ơi! Hãy ôm trái cầu duyên vào nơi điện cát. Tàu giới hoàng gia thánh nhàn xét xôi dùm. Đừng về chuyến của huynh mà để chiều gông tùm. Mình thế cô vậy dùng nào hơn được. Cam thân phận thấp hèn lui bước khỏi nhà quan. Tôi gian nạn kiếp con người khốn khổ quá bi quan. Thà sống dọc ngang chứ không vào loạn ra vui. Ông hãy chờ xem tôi vào nơi rừng núi. Làm tháo gấu sơn lâm chờ đợi vui tao phùng. Tú cầu này xin gửi.
gửi lại cao quan. Hãy tìm kiếm người sang quỳ vẫn chờ thụ hưởng. Đừng nói nữa sẽ xúc phạm người trưởng thượng. Chỉ được ở bên ngoài nhưng tâm tưởng hèn ngu. Chào ngay quận bay. Rồi Phụng Lan Hương đến đây. Phu nhân hãy lo sửa soạn cho ai nữ để chờ ngài công tử đến rước dâu. Ông đỡ nào đem danh tiết vừa chôn tài khuyên tư phê gia môn đạo hành. Cha, tôi nghiệp chỉ con mà cha. Giảng ra. Đời con duyên số đã tròn trao trong lúc gieo cầu. Nói trôi chờ đợi kiếp bần khổ biết thân chân dời còn tiếc thương thêm phiền. Hãy nghe cha ban truyền với trung gia hương tình trọn lời. Sao ép thiên còn nghĩa nhân không còn vì gian xin cha lê sau phương xa. Ta biết rồi chàng điểm đến nơi nhà trường. Quy quyền sang đắp xây càng thường. Ông thuần ưng dính ly thâm tình. Cha đã bác lời cầu khấn bạch minh nhất quyết sẽ đoạn tình nếu chỉ hiền. Hãy đi 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 giữ tròn chung thủy cho cha mình sĩ khi chẳng mơ phai vì chung đinh sang vào. Mẹ dằn giả thương đau lệ thảm tuôn trào chỉ ở đây má đào đành lẽ. Kẻ tham quyền sẽ khổ lũy trọn đời qua. Dân chúng quán thang nhiều về tệ tướng trương gia. Cha chức chưa văn tàu con điêu hoa thâm độc. Hãy rời khỏi gia trang để giữ tròn tơ tóc câu thần tình. Một tháng em dốc chí tôn thờ. Thấy con nghẹn lời nhưng vẫn đau. Lăng qua hải thương cho đời chỉ giữ thâm tình. Thân phụ nếu bất bình còn có mẫu thân, riêng em sẽ ân cần đỡ đần cho chị. Nhớ trọn đạo tổng phu kiên tâm dừng chúng thuê. Không sáo mị lăng lòm gì chứ tính phải thầm thân. Lăng hương quân được quan sai bảo trọng lấy thân cầu chung thủy tấn tần trộn đạo. Lan qua hãy theo lo lắng cho hiền tỷ xong việc rồi mau trở về ngay. Thương cho mu thần buồn con trẻ thâm ân không tròn hỡi em gái thay đi sớm hôm lo huyền đường. Tạm ghi giữ lời khuyên mong nương tí hòa duyên giang nếu sơn thế chúc nhau câu lành. Ôi xót bây giờ con lứa sông quang hà dòng báo gây dòng con đi sầu nhớ mong. Thank you.
những hồng nhạn đau xót quá trời ơi. Rồi đây chúng xa buông cho số thân đành cam, thảm thương quá đời cô linh cảm lối câu sanh thành. Biết lìa thân gái ly hương. Mẹ, lại mẹ con đi. Đi đi con. Mẹ. Năm canh sầu tư, ôi chán chê cho con người, vì son vàng quên nghĩa nhân. Đau xót cho mình, bởi nghèo đành chia ly mối tơ loang, thầm buồn riêng. Gieo phao câu duyên đầu ghi khắc, khi thấy lan hương giáng qua yêu kiều, nhớ thương nhiều mà nay vỡ tan. Buồn mà chi kẻ tham sang giàu, mơ đòi vương tướng tham quyền vinh hiển, quên lời ban ra thì đâu đáng cho huynh tốt ta. Chẳng phải huynh tiếc chuyện phao cầu không thành đạt, nhưng vì đã nặng lòng ký thác với làng hương. Từ buổi vân dương theo giấc mộng canh trường, có ai hiểu tường mình chăng, sầu gian dở đạo hằng. Chỉ tại cái nghèo huynh mới gặp khó khăn, luyến làm gì giai cấp cách ngăn, người mà tiểu thơ gọi phận các đăng, phải đủ uy quyền sang cả dương gia. Lúc sự tình ra mới biết mình lầm, tuổi phận âm thầm đâu dám tỏ cùng ai. Bài học dạy ta thế lực tiền tài, muôn nở mặt mày kinh sử cần chuyên. Đối với chị tôi vương quyền là vô dụng, trong chữ thủy chung sao trước một lời. Hệ có cao xanh quyết chẳng đổi trời, mới đến tỏ bài trắng đen. Cô lại mà đường đột vào nhà không báo trước, còn xen vào chuyện của người ta nữa. Còn anh là người nào mà bếp xếp ba qua bộ nhà của anh hay sao mà lên giọng chứ xí. Này cô kiếm ai sao vào đây? Kể tôi. Nói đi tôi chỉ giùm nàng. Thiệt hả? Mong nhờ anh chỉ cho tôi tìm thăm cô Tri Châu Ngọc Long, chính danh là Hiền Si. Tìm anh nhắn tin người quen, mang Hiền Châu Long xuống thân cơ hàng cho tranh sống qua ngày. Ý bạn hả? Không quen cùng kẻ sang. Ây da. Khuyên cô hãy quay về. Sao đuổi vậy? Đời bần nhân bi người chế cười, tìm thăm chi buồn thêm. Thôi còn chi mong thấy trong bằng lòng qua hôn ước tơ hồng, rồi từ đây bước đường phiêu bồng, đoạn trường đời qua túi thân chẳng qua. Xin người cho biết tôn danh Châu Ngọc Long, vì gia nghiêm.
giấc ngư chia đôi bờ sông. Mẫu thân thương lòng người bãi mưu xa, tơ hồng hiện giờ cháu Quynh đã ra đi rồi sao? Cha cô tham vàng người đành tâm chia duyên con, duyên cô thân hồng từng quen nơi vĩnh sang lâu sông, thì không thể vui hàng vi về đi, chớ ở đây thêm làm chi. Lão gia hay tường đoàn trường cho thân. Người vô phước tên Châu Ngọc Long, vô quá công tương phùng, ngàn trùng chia xa giai cấp ngăn tình ta. Châu Quynh ơi, nếu phân biệt về giai cấp hèn sang thì Lan Hương đã sống an nhàn nơi bàn kề cận phú quân quà chăn em nếm mắm, bỏ mặc hàng sĩ cô đơn thầm lặng ngắm trăng buồn. Ôm tu cầu túi phận hành di lệ chẳng giới nguồn, hỏi nước nước trôi hỏi qua qua rơi rụng, cùng tâm trạng thương sầu cần bát nhiếp cầu duyên. Dù cha già đành rẻ thuế chia quyên, nhưng giang đã đóng thuyền khi tu cầu trao đó. Xin chớ hiểu lầm nhau như qua tường liễu ngõ, vì chữ tình phụ thân em bày tỏ chân tình. Lời nghĩa nhân khiến lòng thầm thương, nặng sầu dương cho phận nghèo. Vì phụ thân khắc khe thêm nghẹn ngào xót xa, qua đào đành tan tác theo đòn roi. Chàng bình tâm đừng quá âu lo thơ thơ, quyết chí bên nhau xa chi sầu thương. Lời từ thân qua ước ta kiếp xem như đôi đàn thành hôn. Cháu Quynh hiểu cho lời người đi trước phận, gái mời hai bên nước mai đổi đột trong nguyện ước bãi tơ hồng. Hoàng thất lệ tuyển phu là gái phải theo chồng, nhưng cha của cô chữ đồng công vẹn dự, nếu cô dám cài lời gian sử có mình yên. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe nè, công tử là trai anh hùng, chỉ tôi là gái thuyền quyền bởi cha mẹ định viên, quy quyền nào khiếp sợ chứ. Cây đắng tạo nghiệp quan lại dương, mang trái ngọt cha thiêu xót bởi lỗi lầm con nhân hậu hiền. Nếu thế thì cầm sắc vẹn can thường, chọn ngày tốt quyên ương phối hiệp. Nàng là dòng kim chi ngọc diệp, ta quá nghèo không xin lễ dân trao. Nè không sao đâu, giữa thủy chung mới tội lòng nhau mà. Đèn hương lễ bái tơ hồng là đôi mắt sáng và quả tim chân thật. Hay quá, hay quá. Cô Hoa ơi, để giúp nhau, tôi và cô tình nguyện làm dâu phụ và rể phụ. Cái gì, dâu phụ rể phụ hả? Ý không có được đâu, tôi
tôi còn nhỏ lắm, vả lại tôi chưa có chồng làm dâu phụ sẽ vô duyên đó. Sao con nói ngược đời vậy? Chưa có chồng mà làm dâu phụ có huôn lấy chồng sớm. Thôi tôi không thèm đâu. Hay là tôi với cô làm ông Mai và bà Mai, tôi đốt pháo, còn cô dẫn tân lang và tân nương vào phòng qua chút nghe không? Phòng qua chút hả? Phòng qua chút ở đâu vậy hả? Ở đâu vậy? Ở trong nhà nè. Ở trong nhà hả? Tôi biết rồi. Rồi tôi và anh. Hả? Cô nói sao? Tôi nói tôi và anh. Tôi và cô. Sao? Tôi và cô. Sao? Đi chỗ khác chơi. Cái anh này quỷ này vô duyên. Bắt đầu nghe không? Đã đến giờ hoàng đạo, mời cô dâu và chú rể vào. Hân hoan thắm duyên nồng bởi gió tơ hồng à. Thề không lãng sao đã vàng bên nhau, quý chung trọn đời em trân. Làng hương hỡi làng hương, châu long hỡi châu long. Nàng dịu dàng hồn nhiên cười nở hoa duyên đắm say hương nguyên. Chỉ có chàng sao xứng đời em, kề bên hương ấn ngay tim này, quý chân mạng dung gắm vào sang à. Phụ thân ơi phụ thân, cho cha đi, có cha đi. Giúp giùm con một việc phụ thân à. Chuyện gì, chuyện gì? Ai nữ tri phú qua chim chào, dân gia nghiêm chờ kén hôn nhân. Phụ thân vì con rơi thơ chào người, thầm thông mai phải bắn nà đào hoa cầu duyên về con. Ngờ đâu châu ngọc long quân giá mà cướp duyên vào cầu. Tôi nghe trẻ thơ phun bài quy danh thừa tướng quan, nhìn con buồn than chẳng yên trong lòng. Phù sầu kia sẽ rửa hờn bọn thái dằn miếng bao hờn cầm. Chờ xem cha giúp ma con xóa tan ghiền hờn. Nhớ rồi cha. Cha là cha của con mà. Đội ơn cha. Thánh quang giáng giáng tuế, quả nhân miệng lễ các khanh hay bình thân đội đức hoàng ân. Này thượng thơ, vừa quả khanh tuân chỉ đến trường thi chọn kẻ anh tài, chim ngao đầu bảo về long ngay, chẳng hay ai chim được bản vàng. Tôn thanh minh ngu thần dân mạng, nhờ đức ân thiên từ ban truyền, giữa trường thi chọn nhị vị sĩ hiền, chốn điện tiền sẽ bái mạng hoàng ân. Điện quân mời nhĩ vị tân khoa vào bái mạng. Dạ khánh ngưỡng long vân hồi, quân kim võ lộ ân, tung hô ngã chúa tiên sang, kính chúc thánh hoàng vạn thọ. Nhĩ trang bình thân đội đức hoàng ân. Mừng thay ngày nay triều minh có người hùng anh, bao an vàng sang vé vàng phẩm dương hoàng giờ tăng ban. Chờ ta truyền ra tăng phong trước quyền triều ca.
Ai tên hoàng khánh minh? Tâu bệ hạ chính ngu thần. Phòng cho đó tham hòa trì tước, đội ơn hoàng thượng. Châu Ngọc Long sĩ tử. Dạ, Châu Ngọc Long phụ phục sân rồng. Tướng hùng cường diện mạo oai phong, giữa chúng điện rồng và ân gió trạng. Dạng dạng quang tâu bệ hạ, quỳ xin hoàng gia điều ca hiếu đồng bày tôn giúp vua chưa ra sức ngoại dân am thường người tài ba còn quyền ban thần nghe cả chiều nào. Lời hữu lý trầm mi ngôn, giáng cấp đợi chờ lập công xé gia phong. Châu Ngọc Long sĩ tử thọ tước phẩm tiên phùng, đội đức hoàng ân. Dạ dạ. Muôn tâu phiên bang xâm lấn biên cương, lui. Dạ dạ. Hãy cứu huyện Sơn Tây, cướp bóc tương tuyền khó yên dân chúng. Cá gan giặc loài giả mang, lộng hành tác phúc chẳng kia thiên triều. Thám qua nghe truyền từ hải khấu Sơn Tây, chuyên bang biên tùy phủ dây thần sinh tiên cư qua soi bên triều, điều động binh hùng lạnh ấm nguyên dung. Cái tàu thánh hoàng bàn ân châu tiên quân xuất chiến lập công vương triều, đẹp giả đại thần xứng đáng gia phong. Quá đức lĩnh truyền châu tiên phương cùng nguyên xoay bình phiên. Dạng tuế hoàng ân bãi triều. Ơn người thương nâng đỡ khác khi chẳng phai, tròn sông nước dân ngày nay. Biên thủy ta sông lướt phiền quốc tranh hùng, giữ sao chứ trung đừng bờ tàn. Dẫn nén sâu mong có ngày triều đình thương kẻ trung hiền. Hai đường ta xa cách cứu an nước non, khải ca thấy nhau tròn lòng son. Giữa điện vàng ta cảm thấy xốn xang, khi nhìn kẻ vô can bị ngỡ ngàng vì nhục nhà. Quán thù chi ai lại bẻ cành suốt lá, giả tâm sàm tấu với thiên nhan phán linh hạ quay quyền. Thầm lo sợ tiếng khuôn khó tránh cảnh lụy phiền, tể tướng chốn điển tiền lòng nham hiểm. Chờ đợi chiếm ngay vàng nên bác bỏ đấng hùng anh. Tay vết mạch rừng chớ lẩu phong thanh, phải gìn giữ tâm lành thẳng ngay phò thiên tử. Đề phòng giữ biên cương cùng giặc thù đương cử, thói hèn hạ tiểu nhân nào dung thức cho người. Công hầu xuôi con người vô nhân, tuyển phù duyên trao tranh phao cầu. Trời ban coi nguyện những người khinh, lời hứa gia nghiêm tiểu thơ nhất nguyện. Theo cháu
tròn tơ loan do ghen hờn gây trái ngang. Chữ tính đã làm sai ngày nay còn gieo oan, chán ngán chuyện thế nhân ích kỷ đề hèn. Gạt bỏ mối thương sầu lo bảo vệ gian sang, lưới trời rộng thênh thang khó thoát dòng nhân quả. Cao quý nghĩa ân kia nguyện ghi lòng tác giả, xin từ ta lên đường giết giặc cứu toàn dân. Đường dầm Trường ngàn trùng sông pha, đường xa biên cương mịt mùng. Đợi chờ ngày mai vinh quang chiến thắng, ta chúc nhau vui mừng tan binh đao. Mơ phất cao quân kỳ, binh hùng vàng chiến công, non sông đón chào người ta. Trọn đời vinh long trung can, cứu giang sang. Ước mong sao đô đang trùng phùng, hiền đệ châu huynh. Ta chúc cầu mã đáo thành công. Đa tạ. Tiên nhau tuôn lệ thăm vòng, cứu dân tô đắm cờ hồng. Chúng sơn tây em trừ, chống phiên anh tung hoàn. Mong ước mai sao thấy nhau không thành. Đừng quên thầm tình tương tri, mình liên lưu nhau trong người đi. Giờ này chia xa xót đau chan hòa, cầm tay thương mến hoài. Cầu mong em vững lòng. Em ra chốn biên cương, anh trở lại gia trang, để giả từ hiền phụ, giả từ châu huynh. Tạm biệt. Trăm hương thai tức lòng này, người để hèn giả tâm bài ra. Dương triều gieo bao hận phiền, giang sao lòng tham chí do ghen hờn. Phu quân cớ sao bi thảm, thoáng mừng phút giây tương quan. Ta nỡ nào vui dòng trái ngang, Trường An uy quyền cao khiến anh thay lòng. Mùa sâu tận đổ ác tâm là giáng thần, thừa tướng quan dương quyền triều đình. Tâu cùng hoàng ân truyền, giáng y tam cấp gieo sầu buồn. Gia thiếp từ lâu đã không thương nghĩ cho cha.
nàng gian khổ lao lung, nhưng ức lòng bị nhục giữa triều đung, vì Lan Hương nên nên vẫn phục tùng. Ai vui trong vùng chơi nhau, trương gia quyền nguyên soái cửa chi bình phiên đang tấn công. Tiên phương chính ta nơi triều ca, xuất phát binh nhung đền ân vua, điểm trung tướng ra quân tròn trăng lên đường. Anh vui về quê cũ viếng thăm người gối chăng, thỏa bao mong chờ. Thương xót chàng gian khổ vì em, xin hãy lo non sông vững bền, nên cất tâm tiêu nhân kỳ bên. Chàng ăn lòng phò vua gì Lan Hương, anh đói bụng. Hả? Anh đói bụng hả? Sao nãy giờ không chịu nói? Nè, ngồi nghỉ cho khỏe nha, để tiếp vào lo cơm, rồi tiếng rước vương vương. Chờ em nha, một chút xíu là có ngày, có ngày đó. Thương Lan Hương ngàn tiếng bài phân, nỗi chùa xót xôn xao tâm thần. Nhìn em giờ mang thai bào, trương phu người sâu hiếm chí e thân này khó yên, lâm bồn làm sao cần kề bên em. Quang, phu quang ơi, phụ em một chút đi nè, đu đầy cơm nước xong tiếp lo cho chàng. Chúng ta sớ chia với nhau, dùng bữa đi cùng em tâm đồng. Tuy rau cà nồng hương thủy chung, giờ hiền trang chưa niềm thương dân dương muôn đời nguy hiểm màng chi. Dù bão giông không sờn. Anh đi phu quân. Dạ. Điều chi? Trên nguyên soái lệnh truyền, thỉnh ti phương trải tiền phục mệnh. Xin tuân lệnh. Phu quân. Lan Hương. Lời truyền bề trên, giờ này lìa xa, trái tim chờ ta vô câu bằng ngàn. Chàng lo dân nước miên thủy quang sáng rối dung, bụi cát mịt mùng anh lo chữ trùng, cố hương lạnh lùng em trọn thủy chung. Lan Hương chờ tin anh, mai sau này nên danh, quân phiên không còn tương tranh, quê hương mình thái an, chung giàu sang hóa tình tơ loan. Phu quân hãy an tâm. Lan Hương, hãy lên đường chớ lo lường bước quang trường, cấm tâm phòng kẻ gian thần chẳng dung tình. Nặng tình Lan Hương nén bao sầu thương, dù ngàn gươm đau quyết không lìa xa. Ôi em anh vừa chơi
tạm biệt Lan Hương. Tạm biệt. Ôi, Lan Hương, chuyện gì đó em? Lan Hương, bàng hoàng buông đau thêm xót lòng cho nhau, biết phương nào bi thiết nghẹn ngào, khuyên chàng mau kiếp lên đường, bận lòng em e phải nguy nan vào thân. Dù phải tàn thay anh chẳng lìa tình nàng, hiện thấy lắm buồn có anh ở bên mình. Đau quá không biết. Điều chi? Trên nguyên soái lệnh truyền, nhị tứ triệu tiên vương phục mệnh. Tuân lệnh. Nàng sanh trai hay gái? Dạ, song thai. Song sinh à? Dạ, một trai, một gái. Phu quân, phu quân hãy đặt tên con đi. Trai là Châu Ngọc Lân, gái là Châu Mỹ Phụng. Nguyên soái lệnh truyền, tam thứ triệu tiên vương phục mệnh. Xin tuân lệnh. Lan Hương ơi, lệnh tam triệu của Trương gia là đem dự báo chi ly tuôn ngứa lễ sầu bi sắp phân kỳ muôn thuở. Chậm trễ việc quân cơ để bao người chờ đợi, chiêu quốc pháp nghiêm minh là lời tuyên án gia hình. Trời ơi, lòng ích kỷ hờn ghen chia sẻ mối duyên mình. Hỡi chúa thiếp bước đăng trình theo phu tướng, dưới trướng sẽ gian cầu người thương xót rộng lòng ta. Dù thời giờ hiện nghe rõ lời ta, không có bóng đàn bà vào trại doanh minh quốc. Hãy nuôi dưỡng con thơ nén sầu ngăn tiếng khóc, xem như kẻ ra đi do lóc phú thi hài. Phu quân, Lan Hương, tạm biệt. Biết lìa lòng nhói đau, ngăn cách rồi đâu trông thấy nhau. Thương nhớ nàng tâm không lãng sao, khi người ta bác anh xa em buồn ơi buồn. Hai trẻ khờ khôn lớn chớ cho con tường, trải ngang gia đình tội đời trẻ thơ. Lan Hương hãy nhớ lời ta dặn. Người mơ vui bóng ai, muôn thứ nào đầu mong tai lại. Sao để sầu thân quá đắng cay, khi người ta bắt em xa anh buồn ơi buồn. Kêu thét gào sông núi thấu chân đôi hồn, tiếng dâu dập dồn sinh tồn ức chi. Nàng hỡi nếu chia ly thay thế ta lo con mình, giờ cất bước ra đi ôi đứng đạo câu thâm tình. Ghi hẹn ngày trùng hoàng, xóa tan buồn thang.
nỗi hùng mà binh à. Bài đội ngũ điểm quân lương phá pháo tranh hùng mà bình tướng đăng đàn bài hai hàng kiếm ngàn quân dám bào mang thủ chiến mã dăm ngàn tấn công mình quân phiên cào mừng tranh hùng. Tiền quân hậu sẵn sàng à, tướng sĩ bài hà khai à. Tiên phương châu ngọc lòng sao vắng bóng ma ba lần triệu trắng quy hồi à. Chậm trễ quân tình à, lối mình cam tâm nguyên xoay tha dùm ghi đậm mân thâm được lệnh lên đường bái tổ vinh quy hiền thế mang mến nè viên thăm vuông tròn dời chân nàng lại lâm bồn à, lo lắng dập dồn kế chuyện kiếm quân triều đình Chí Minh à, hỏi à, người à, phép vua luật triều ngài cứ hỏi nhất đại cổ kiếm diễn định liệu như hà tứ thập thần cuốn loạn đã quân y lên đầu cầu nguyên nhung xót thương thứ tha một lần à, vì đại cổ kim diễn đó liệu như hà bác thập thần thank you.
mùi máu rơi hòa chan dòng lệ. Hỡi Lan Hương đoàn trường đâu hay, ngày nay ta tới rồi đoàn do bởi trung quân. Tam đại cổ kim viên đó liệu như hà, pháp trường thọ tử quân y. Dạ dạ. Binh phiên kéo đến biên thùy đoạt ải bài quan, thỉnh Nguyên Nhung xuất trận. Châu Hồng Long lẽ ra biểu đầu châu gia, để rằng quân tình không nghe, nhưng ta khổ thần cầm quân đi bình phiên. Khó mong biên thủy vương gương sói gia ban truyền, mau đi không mà nghe rơi đầu, đừng gian xin phiền lòng. Thiết Ngữ Quân cấp ngàn quân lão nhược cho tiên phương, mau phát pháo đề thương xuất trận. Nguyên soái tại võ trường, nguyên soái, nguyên soái. Chia ly xót xa, ra quân thảm anh hùng, bao tuôn tràn thầm túi phần. Người ngã nghiêng kỳ thai, tai hùng sơ sơ
tha. Khoan đã, dừng lại. Tướng mình hãy nghe ta hỏi, ra chiến trận kẻ còn người mất, lý do nào để lão nhược xuất chinh? Còn ngươi, ngươi đứng chẳng yên e phải lý mình, triều đình chắc hết người chống đỡ. Dù sức yếu ta không hề sợ, thứ tài đi chớ có lờn khinh, chốn chiến trường là mồ của Nam Nhi, vì xa tắc xa vì thân sông. Khí khái, thật là khí khái, nhưng ta vốn nữ hùng, nào giết kẻ xa cơ, chuyện lạ lùng không thể làm ngơ, chỉ một vẫy tay ngươi sẽ tan đời. Chúng biên cương tranh tài cao hạ, giao đấu với nhau lực hùng đẹp già. Ta trong người máu đỏ thịt da, qua sắp ta có thể đua tài. Ra chiến trận tung hoành chớ để giành thiện cảm, can đảm chẳng thua nhường, hai nẻo đường sông chết. Phương hại nữa mà chi công nương nâng kết liễu, cho dòng cầu cao thân hạch trước thương đau. Phó tướng, dạ, lùi quân xa trăm dặm chờ ta. Tuân lệnh. Tướng mình hãy phân tên họ, do vì sao thân tham thương, quy vũ trung lương làm cho lòng thêm vấn vương. Vẫn có nơi đây thì tôi rút quân quay về, tan hết binh đao, người không lối câu trung hiền, hai nước giao thân, thang thơ hiến dân điên tiền, mình ban chẳng ưu phiền, tướng quân đạo thần tôi ghi dư. Tôi hiểu công nương thương người tai nạn, gian ác mưu bài hại đời Ngọc Long, châu già chính sông chôn vùi bởi quân phiên đào, nói ra thêm ngán ngào cho thân. Tôi giúp châu Long tỏa tơ quy hàng, người mạo theo trở về phiên quốc tân ngán lành anh quy cung, tránh quân gian thần chúng âm mưu hai đời Ngọc Long. Nghĩa ân ghi lòng chỉ e mang tiếng đầu phiền ban. Xin đừng lo thơ hàng công nương gửi sang nơi chiến trường, anh thắng đoàn quân phiền. Đa tạ công nương, nhưng tôi không thể về phiên, tôi không muốn mình là tên phản nước dân. Vào đâu đi, nếu phải tự thương cũng đền đáp ân vua nợ nước. Phó tướng, đưa người về chốn phiên bang rút quân hồi cố thổ. Thank you.
nhìn xuống rơi nhớ thương không hề vơi. Chàng xa nơi biên thùy mười lăm năm ai về, chàng chua xót thấm thiết người đi, tiếc nhau luyến lưu phần kỳ, mong tan binh đau đừng sâu cách ly. À mẹ ơi, vì sao mắt tuôn lệ rơi, thương yêu con hãy nên ngăn dòng sâu. Hay đứa nào làm phiền mẫu thân, mẹ nên tỏ phần chân tình, cùng tay nguyện thoại thăng đó hôm nay. Không có chi con chớ lo, đừng làm tan không nghe ký đầu mày liền. À, mẹ ơi, anh đánh con kìa. Ngọc Lân, Mỹ Phụng, dạ. Hai con đi đâu mới về? Dạ thưa mẹ, hai con đi đốn củi để ngày mai đổi gạo sống qua ngày. Mẹ ơi, cho cớ nào buồn thảm bi ai, mẹ nói thật, hai con cùng chia sớt. Mẹ đang giá áo, gió bay, bụi phấn rơi vào đôi mắt mẹ dâng cay. Quá sống sang, cho nên mẹ dụi hoài, sưng đỏ chứ đâu có khóc đâu. Nhưng mà sao hai con buồn vậy? Dạ thưa mẹ, trên đời này cây có cội, nước có nguồn, là có người phải có mẹ có cha. Đã bao lần con muốn thưa qua, phụ thân vắng bóng để mẹ hiền thương nhớ thiết tha, nên mắt lệ tuôn ra. Trời tranh cô lẻ một mình, hiếu hoành chốn gia đình. Cha con quán triều tứ phẩm tiên phương, tên là Châu Ngọc Long. Châu Ngọc Long hả mẹ? Binh giặc phiên bang dân bạc tinh hồng, 15 năm mẹ trong chồng, ôm ấp trong lòng nỗi buồn thiếu phụ, chắc chia lìa muôn thu. Ý kìa mẹ ơi, có người ngất xỉu trước nhà mình. Hả? Ông mẹ chắc trúng gió gì đây? Hãy cứu người làm phước mẹ ơi. Đưa ông ta vào rồi cho ông ấy uống nước, lai tỉnh ông ta dậy đi con. Dạ. Tao đi. Đỡ ông ta lên anh Lân. Lân ơi, cứu em nặng quá. Mẹ, coi chừng té đi ta. Cô, đỡ anh, phụ em, phụ anh. Ông ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Mẹ ơi, ông ấy tỉnh lại rồi đó mẹ. Đây là đâu? Dạ, đây là nhà của cháu, hai cháu vừa mới cứu ông. Đa tạ hai cháu, hai cháu ở đây chỉ có một mình à. Còn cha mẹ cháu đâu? Dạ, cha cháu đi xa, chỉ có mẹ cháu ở nhà. Mẹ ơi, ông này ông hỏi mẹ kìa. Để đó cho mẹ. Dạ. Tôi có phải không? Có phải là Tẩu Nương không? Nhìn người như quen, phải chăng chính là Tẩu Nương? Bao năm cách ngàn phương, giờ trùng quan tôi mừng nào thương. Khi chia tay cũng lên qua thì cứ sao phải chương đường nguyện. Nhìn thấy nhau qua mười mấy năm, sâu ngàn nghĩa thương gì, kết xa bao ngày. Tẩu Nương ơi, để già Châu huynh lên đường ứng cử kinh thi, bạn hộ danh ghi khoa
trường son đêm. Thiên tử lĩnh sắc phong trạng nguyên triều điện, tẩy tướng lộ tà gian độc hiểm giới anh hiền. Sàm tâu gian cấp châu huynh lăng nhục giữa điện tiền, để khuyên giải hờn riêng dẹp lại lo sang hàng hai bình phiên. Phần để trừ thảo khâu hải biên, sơn tây đã bình yên mỏi mòn chờ chiêu triều. 15 năm trôi qua việc triều không thông hiệu, đành chiếu tôi bất trung truyền lệnh kéo quân về. Sao núi trôi nơi đây còn mai, nhờ con thơ cứu em chính tu ba quân thuyền đưa về nơi để tin. Nào ngờ phong ba thuyền ra khơi gió giông tới bờ, ngàn người chôn thay, còn riêng em sống xô ven bờ. Nhờ ngư dân cứu cho thoát nạn, chỉ đường em vào xóm dân thôn nghèo. Lãnh chỉ dẹp phiên trào chàng từ ta hiền thế, tôi vừa mới lâm bồn linh triệu hồi khẩn cấp. 15 năm trôi qua chưa một lần được gặp, núi con dài trong chồng tràn ngập nỗi niềm đau. Dạ thưa chú. Dạ thưa chú. Chuyện gì đó hai cháu? Con bé thơ chưa từng trùng thung, nay trùng qua hăng, xin ở đây vui cùng thân mau trong trời cha. Mẹ hiền con vốn thân đào hoa, con còn thơ chỉ lo điều nguy, chú thăm tình cha con chớ che từ thân nơi chòi canh. Ba tháng che dương chiều xa mà bao người gian, nay tấu nương thương tình em cô dạy truyền cho cháu thơ huyền công, đời ngày sau giúp vua lập công duyên cần dặn dò. Cháu thơ xin tạ ơn ngàn năm. Cô cô, cô cô. Hai cháu của chú. Nè Phụng ơi, anh xem kìa, đẹp quá anh Lân ơi. Ồ, đẹp quá em ơi. Anh Lân ơi, trong nắng mai em thức thai rừng xanh tuyệt vời. Đôi bướm bay kia nhìn xem, dòng suối trong gió lai cành thông. Ôi hoa xinh khoe chào ta, thèm hữu tình mắt nay nhìn mình. Ha ha ha, ha ha lòng trao dồi quyền cung. Đánh nè, đánh nè, nè, đánh nè, đỡ nè. Ồ, đẹp lắm. Anh Lân à, ổng là ai vậy? Tuổi còn trẻ mà gió quyền lanh lẹ nè, ráng ôn nhường trợ nghĩa giúp đời kia chưa. Ông là ai mà khen ngợi hết lời? Ê, tài sơ kém hơn ai đâu mà giúp. Nè hai cháu, đến đây nghe ta hỏi nè. Dạ. Tánh khiêm nhượng như thế lòng của ta thật là ưa thích. Cháu tên gì, quê quán ở đâu? Dạ, cháu tên là Châu Ngọc Lân. Dạ. Châu Ngọc Lân. Còn cháu nè, cháu tên Châu Mỹ Phụng. Nhà ở gần đây, cha đi xa, ở nhà con mình mẹ à. Châu Ngọc Lân. Dạ. Tự tại sao thằng này nó giống anh Châu Ngọc Long? Không lẽ hai dạ. cháu hãy đến đây. Dạ, đến đây đến nè hả? Đến dạ. đây. Lên đây nè. Dạ đến nè. Hai cháu,
Nghe hai cháu nói mà ta thương nhớ một người, cùng chung thể ước thăm giao, cách xa từ lâu chẳng chê người gian ta trở thành cường sang, vui sống nơi non ngàn. Tuy vẫn thưa quan tàn nhưng an nhàn thư thái tấm thân không cuối lòng dưới bọn bất nhân. Con xin chú phân cho con biết tên sao cách thang người vinh sang, thăm giao ở đâu sao không kiếm thăm chia cách nhau từ bao năm. Ta liên kết ân tâm tình thăm thương huynh trưởng thân phận hàng di nên đau tuổi ghi hận người khi từ hôn buồn than sầu bi ta bỏ đi một mình. Luôn nhớ anh trọn đời chính Châu Ngọc Long. Hả? Chú nói gì vậy? Châu Ngọc Long là cha của cháu mà. Cái gì? Con mẹ của cháu tên là Phụng Lan Hương. Châu Ngọc Long là cha của cháu? Dạ. Phụng Lan Hương là mẹ của hai cháu? Dạ đúng. Hiền huynh và hiền tẩu của tôi. Trời ơi, đây là sự thật hay là tôi đang nằm chứ mau? Hai cháu lần Phụng ơi đến đây nè. Dạ. Nghe chú hỏi nè. Hai cháu nhìn thấy gì không? Thấy gì? À, thấy rồi. Con thấy cái gì? Thấy gì? Chú có đâu? À, cháu thấy nữa nè. Cháu thấy nè. Con thấy cái gì? Chú lạ quá à? Chú muốn nói với hai cháu đây nè. Chú là chú ruột của hai con đó. À, chú ruột em ơi, mình có chú rồi. Mình có chú rồi nè. Nhưng mà chú tên gì? Trương Sơn Quy. Gì kỳ vậy? Trời ơi, chú ruột sao mà cha cháu còn họ Châu, còn chú họ Trương, vậy mà chú ruột cái gì? Hai cháu không phải hai đâu. Cha ơi, đây nè, nghĩa tình tràn đầy thôi còn nghèo nàn cùng cha hai cháu, hòa giao chung kết kim lan sướng vui gian nàng đồng hương, ai có ngờ báo cầu mẹ cháu trao duyên, nhưng vì ngoài ông tham quyền giàu sang chia cánh tình đành lìa duyên ban đầu, mẹ cha trẻ nhờ người dung rái tiền bao nhường, cầu duyên số đuổi ra đi buồn duyên số cho kiếp nghèo. Thần đời bạc đen liền vào rừng sâu hùng sưng tháo khổ, thề không tha kẻ tham sân giúp người cô thế gian nào. Lời cha phong ba lòng con chua xót chan hòa, vì nghèo nên phải xa nhà mà nào ai hiếu thông cho. Hơn trăm tham quan mẹ cha tuôn đổ lê tràng, giờ nay xin chú truyền nghề ăn cướp cho con. Đi đâu có được, chú đã sống cả một cuộc đời tăm tối, có lý nào cháu tìm lối xấu đi theo. Thì như chú nói, cướp kẻ giàu giúp đỡ người nghèo, điều nhân nghĩa tụi cháu học theo là đúng mà. Không có được. Hai cháu còn trẻ phải nên người hữu dụng, nếu có buồn theo chú đến lãnh sang. Chú ơi, cháu định mời chú về chốn gia trang cùng mẹ cháu đôi đàn tương ngộ. Không được đâu cháu à. Chú hận ngoại cháu làm cho cháu huynh đau khổ, chú quyết lòng chẳng gặp tổ nương, chờ cháu huynh đối diện tận tường, chừng đó sẽ trùng phùng huynh đệ. Nhưng mà cha cháu bình phiên không tường tin tức. Hai cháu buồn, chú ơi, tụi cháu theo chú đi chơi hen. Dạ, bẩm chủ trại, có hàng. Thân thế như thế nào? Dạ, lão bá hộ tên là Đỗ Cẩm. Tên bá hộ Đỗ Cẩm Tên bá hộ này không ác độc, chỉ khinh người và keo kiệt mà thôi. Ta cho hắn cho hắn sống, nhưng phải dạy cho hắn một bài học. Lân Phục. Dạ. Hai cháu phải làm như thế này nè. Sao chú? Nghe chưa? Nè chú giúp cho hai cháu một trò vui, và có hàng làm quà cho mẹ cháu kia chưa? Dạ. Tuân lời chú. Đường xa về mau, trời trưa quang vắng,
đốp lúa xong gió tiền ta xách theo. Không bóng ai khiến thầm lo trong lòng, thôi đi mau, thôi đi mau. Vậy? Đứng lại mày, chạy đâu cho thôi. Ê, ông cái ơi, gì, cái gì, ơi. Cái gì? Cầu ông làm ơn, giùm thương xin giúp. Chúng cướp đi của tiền cháu thơ. Hả, anh cướp hả? Ôi, anh cướp ở đâu? Ông ơi, ông giúp giùm con phèn này. Sao giúp? Con xin ông, con vàng ông. Con bị nhỏ, chạy đâu cho thôi. Ông ơi của con. Hả? Ăn cướp đây hả? Trời ơi! Tưởng bọn cướp ba đầu sáu tay, nào ngờ đâu là thằng quỷ nhỏ. Cháu, là dạ. Bác nói cháu nghe nè. Dạ. Cháu hãy yên tâm, bác giúp giùm cho. Dạ. Cháu biết không, võ nghệ siêu quần cháu chớ ngại lo, khảo khấu cường sang là đồ cướp cạn, phen này mày phải chết. Lão già kia, cuộc đời đã hết, gặp đại dương khó thể bình an. Xem đây. Ê, ê, bác ơi, bác đánh nó mà sách vỏ toàn ten, vướng bận quá rồi, làm sao mà thắng nó nổi, được con giữ cho. Ồ, có lý, có lý. Cháu khôn quá, cháu khôn quá. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Nè, tiền trong đó nha, giữ giùm bác nha. Dạ, bác an tâm đi. Xem đây. Nhào vô. Bác à, bác ơi, con nói bác nghe nè, quần áo giày nón đầy người, bác vướng bận đánh không có lại nó đâu. À, chỉ phải, chỉ phải. Dạ. Ngu gì để đất ao. Dạ. Nè nè nè, cháu giữ giùm bác nha. Thằng giữ giùm bác nha. Dạ, để con giữ cho. Nè, nón nè, nè, dạ. Dài nè. Đó. Áo đó. Nè. Rồi. Giữ giùm bác này nha. Này bác đánh thắng nó đó. Thằng quỷ nhỏ. Sao? Quỳ xuống không? Không quỳ. Không quỳ à? Sẽ cho mày biết đâu là lễ độ. Ông già còn gân dữ quá à. Thôi chị thua ông. Cảm ơn ông giúp cháu nha. Hả? Ủa? Nó mất hết rồi. Ủa? Sao vậy? Ủa? Em bé ơi. Cháu bé ơi. Trời ơi. Ủa? Trời đất ơi. Sao hai đứa nó chạy chung kìa? Trời đất ơi. Như vậy là rõ ràng nó gạt mình, nó lấy đồ mình rồi. Trời đất ơi. Bố. Trời. Là mệt. Là mệt. Ôi, xíu, xíu, bắt đầu xíu, xíu. Mẹ ơi, mẹ à. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ ơi. Mệt quá mẹ ơi. Mệt quá. Mẹ ơi, bữa nay á, con có nhiều tiền lắm nè mẹ ơi. Lưng, bụng. Dạ. Hai con đi đâu giờ này mới về, làm cho mẹ trông đợi, mới ra đây tìm kiếm đây nè. Ủa, chú con đâu rồi mẹ? Chú con đốn củi trên rừng. Trời ơi, đốn củi. Mẹ ơi, từ nay mình giàu lắm. Mẹ bảo chú đừng có đốn củi nữa. Hả? Hai con nói cái gì? Nói mẹ nghe nè. Con đi đến sân đồi rong chơi à. Ngờ đâu phước may chú Huy nhận nhìn à. Phân bài họ trương cùng với cha hiền giàu nghe nhân tình thân. Thân đời tham sáng khinh bần nên đến rừng xanh xưng dương tự cường. Dạy nghề hai con đi cướp của giàu phân phát cho hàng gì. Mẹ nhìn xem đây bạc tiền, ông Lý giàu sang chúng con giật liền. Đi nè mẹ ơi. Phụng, sao ngươi nấu theo vườn vô nhân, làm cơ số xa cả tông đường. Của người hôm son qua thức nhóc nhăn mi cướp mẹ.
từ phiền lòng chăng thà. Em ơi em phương nào hai ta thoát nguy giờ này. Vì anh bạn cướp đi rồi cũng đừng lánh cần. Hai đứa không sanh tồn, anh ơi chết em ngày nay. Gạo tên phương vô lương mau mau để chờ ta theo. Làm hư danh xấu xa nghiện thề không thơ. Cái này ra ma làm sao đây đưa mưu cứu an nguy. Mau mau làm như vậy hơn máu ta yên lòng. Em mau theo chú Huy là xong. Làm sao em bây giờ quăng xuống nhanh lên. Ủa, 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 cái này nữa quăng luôn mẹ. Chạy đi mẹ, tới kìa lên ơi. Thank you.
công chúa phiên bang mà đau xót lòng anh hùng chôn thân cách xa người xưa. Nơi triều minh quân giang nào đâu tha thứ, khi thấy châu quỳnh quay về tròn trung quân nguy hiểm cho thân. Lời công nương sầu tư lương, ngàn tu xa nếu quê hương từ nay chia cách, nghĩa thế con khờ tôi trong đợi chờ ngài tương giao không xa. Dạ, thánh thượng gọi công nương vào bệ kiến. Cho phép người lùi, ta sẽ đến ngay. Châu Quynh, cảm nghĩa anh báo quốc tận trung, trọn thủy chung ngai lành nhân hậu, cứ giúp anh không cần báo đáp, cầu mong người sớm gặp vợ con. Hãy đợi thời cơ, chớ nóng nảy mà mạng không còn, và mang tiếng là người bội nghĩa. Châu Quynh gạt lệ sầu, để Huệ Nhi vào chầu Dương phụ. Ân nghĩa không hề quên, quý tâm quê hương quay về, khắc ghi câu thề đành lối lầm cánh xa triều phiên. Thơ gửi tin ta từ chờ mong ngài báo ân ngàn năm. Sầu nghĩ con còn thơ, đành tâm ngọc long dông nghĩa ân sâu, bỏ đi không cần tình qua, tức tay con người lầm sai, vào cung vàng tâu cùng quản gia đến minh bang ám tương đầu. Hiền nương ơi ở đâu em tìm tình người,
thầm âu lo khổ cho thân hằng phương trời. Ngàn tay ương mấy gieo bao người nhân từ, còn hai cháu thơ đã đi về đâu. Bụi người trong mây bay truyền dùm bên tai ai, cánh qua xuống mơ ngày mai. Nhìn dòng sông trôi xuôi gửi nỗi cô đơn u hoài, quá công ơi sao thay lại. Đường quang sang quyết tâm mong tìm tình chàng, hiền nương ơi dính ly đôi đàn lê đàn. Còn châu huynh ở nơi xa ngàn đâu tường, tìm anh ở đâu. Châu Ngọc Long dạ chào tôn huynh. Bái lễ bái lễ. Vừa rồi để nghe tôn huynh nhắc đến một người thân thuộc là thăm giao kết nghĩa từ lâu, biệt xa nhau đăng đẳng thương sầu. Ý huynh muốn nói ai? Châu Ngọc Long, người bạn quý. Phải, Châu Ngọc Long chàng trai tuấn tú, có tấm lòng nhân hậu trung kiên. Đã cùng tôi kết bạn ở phiên trào, nhưng bóng một hôm cách biệt nghẹn ngào. Để lại phong thư với nỗi niềm tâm sự, trung nghĩa nắng quăng thảm khổ trong đường thập tử nhất sinh. Anh đã có gia đình một vợ hai con, còn hiền tấu lang hương thất lạc hà phương. Tôi vất vả kiếm tìm. Con hỡi con ơi, con hỡi con hỡi ơi. Mẹ quá vui mừng khi gặp lại hai con. Kìa, Tẩu Nương. Bà làm gì vậy? Tẩu Nương thảm thương quá, gian khổ cho qua đào, loạn con trí tâm giờ ta tính phương nào. Hồng nhan sơ sạc là phối hôn ngọc lòng. Tổ nương như vậy mới do đâu mà ra. Làm sao đây, chất đau hờn dân bao trái ngang dập dồn.
lại tàu nương. Dòng sông kia cuốn trôi, ngày hỡi cuốn đành sao. Rồi con ơi, giấc mơ quên những thương tình, giúp tôi một phen. An tâm chớ lo, Châu Ngọc Long kề ranh với tôi. Tao tìm con tao, nước kia đang chờ đi mau. Ai cho mây từ thân an lòng sâu. Mẹ, con đã về với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, cháu Mỹ Phụng đã về bên. Tội tình cho trẻ để tự thân cô lẻ tháng năm dài. Bất hiếu nữ đã làm mà cho mẹ chịu đọa đày. Gia của con bên ngoài trừ biên quốc, nhà tính về người đắc thắng thành công. Châu Ngọc Lân thương mẹ vô song, thuốc thuốc hoàng thánh minh nóng lòng vì vắng mẹ. Châu Ngọc Lân là cha của trẻ, hiền mẫu phụng lan hương cô lẽ đợi tin chồng. Rồi một ngày kia Châu Ngọc Lân tạm biệt hiện thế ra trừ phiên, linh tiên khẩn chấp bay ra trường xa. Mẫu thân hoàng đạo sắp lâm bồn rồi, sáng sinh hài nhi chính Châu Ngọc Lân. Để rất mừng vui hoàng cảnh bên em hiền, còn ai đang đuổi tiền. Tráng sĩ ở phiên bang cùng Châu huynh tương kiên, cùng kết bạn tâm đồng thiên địa chứng lòng nhai.
cùng kết bạn tâm đồng thiên địa chứng lòng ngài. Tẩu nương, vì sao chị loạn trí cuồng tâm? Ngọc Lân Mỹ Phụng, chúng nó đi từ sớm, tôi trở về nhiều tiền bạc hành trang. Lúc đó đệ đang đốn củi trên rừng, chị hỏi rõ nguyên nhân, chúng bảo là ăn cướp trước sân quy dạy bảo, cướp kẻ giàu giúp đỡ người nghèo. Tôi tức giận chẳng tha, chúng chạy đến giang biên, nhảy theo dòng nước cuốn. Hiền tẩu, hiền tẩu có thấy xác cháu thơ không? Chỉ có áo quần trôi tơi tả trên dòng, chắc là xác nó đã làm mồi cho cá. Hiền tẩu. Tẩu nương, chị đang đau khổ đâu hiểu dối trá của hai cháu. Giả giờ dứt y phục xuống sông, chị thương con khóc kể lòng vòng, không theo đuổi, chúng thừa cơ chạy thoát. Hả? Nếu thế thì con của tôi còn sống, con của tôi còn sống. Nhưng bây giờ tôi biết tìm cháu nơi đâu? Tôi sẽ cùng chia sớt niềm đau, xin tỏ thật phiên chào công chúa. Gái giả trai à, tôi nghi lắm mà. Bái lễ công. Hiền tỷ, hiền tỷ hãy đứng lên. Khi minh trào phiên bang khởi chiến, tôi cầm đầu binh mã tấn công sang. Chiến trận tung quanh, thề quyết đấu tử sanh. Nhưng bất ngờ nơi minh bang, quân sĩ là lão nhược thế cô. Thiên phương đầu quân thần thể tơi bời, máu nhuộm dung mi lão đảo dưới cờ. Thảm thương hỏi rõ bao lời, người xưng tên là Châu Ngọc Long, vì bị tiểu nhân giả tâm hại cuộc đời. Tôi đưa về phiên cứu nạn cho người, lòng nhớ vợ con có thơ biệt khuyên chào. Tức giận mới tìm người bối giống, ân đức vô song xin nhận cho một lại. Nghĩa cử rộng lượng đông hải bao la, chưa nói nghĩa ân nên tìm cháu thơ tức lạc. Tôi tên là Quế Nhi, xin đa tạ công nương. Hiền tỷ. Công nương, thưa công nương, phương hướng đi nơi nào? Xa tức kia con đùi chập chùng bao la sơn đầu bọn cướp. Hùng cường sơn quy giống bản hiền, bỏ đi đâu rồi, tìm mau đến nơi lần phụng vợ nương nhờ. Chớ sầu buồn theo cùng chúng em, nếu đường đời mong tìm thấy con, thương hồng nhan tháng năm hao mòn. Công nương với tôi ta cùng sanh bước chung, đường sau trước dài đồng hành, đường giác dài nữ nam bình thường. Trời để kinh du nhàn đánh sang, thích vui thay nước dân hoàng. Gió văn hoàng chữ trung khuôn thò, yên lòng nơi bố ngồi. Làm đi dương tri vì đã lâu, biết khung màu bỏ tay nhường ngôi. Sẽ an thần hướng chung son vàng, nghịch lời thân na ta. Gian thần ác tâm mưa lừa trên thánh minh, chúng tránh đành quên bỏ tiếng nhô ngàn năm lưu truyền.
hề tha. Triều đình này muôn thuở vậy ta, đưa nhà ngươi lánh xa để âm thầm từ gống dương gia. Phường Bất Trung ta thề chẳng dung, quyết không giao ân vua Triều Minh. Chức thăm phần sẽ mang tội tình, lòng ta mi không sống đâu. Trường Bảo dạ. Ai đọc đọc ước vua cha, lên ngôi bên quốc gia con mừng tỏa hứa. Xin dân đành tâm dòng ngân tham quyền triều ngôi dưỡng rồi quên chứ trung ngàn xưa đức nhân không còn phán thần để vào tiếng nhớ từ nay làm ác mấy chôn đời à. Thần khuyên thiên nhang mau tìm đường an thân tròn trung thế thay hoàng gia chết đi cảm đành kiếp người mắt mờ trước ngôi Triều Minh lòng phán vua tham tan à. Số trời đối với bất ngờ khiến ta chôn đời giữ tròn nghĩa tình quân dương thần tôi cùng chết chung nơi này. Do lầm tin nên ta bất minh, nào còn quán trung thần nơi chính sông vui chôn. Bảo giết đó cho ta. Lâu la bắt hết cho ta. Dám đến gần sao huyệt của ta, nếu chẳng thật thà ta không dùng thứ nữa nha. Dạ. Thế nào? Dạ chúng tôi là thương nhân buôn ngọc, bị đắm thuyền trôi dạt dọc đây. Dạ bọn kia toàn cướp bóc của này, chúng tôi kháng cự cho nên mới lâm vòng nguy khốn đó. Lão, nhìn kỹ thấy áo bào rực rỡ, các ngươi là quan triều chứ không phải là thường dân. Nói thật đi, sẽ được toàn thân thọ chức gì cãi lời ta sẽ giết chết đấy nha. Dạ tôi là nội giám, còn đây là vua có phải không? Dạ không phải, là tể tướng đương triều. Tể tướng à, chú Huy ơi. Lần nghe mẫu thân phần bài con tượng tri cha của con nơi triều chánh nguy nàng. Vì lòng người thích ham điên vàng bài tà trang tâm hay ngầm, đời cha phải bi thương tuyết sương trong vùi. Giờ đây đã thương phụng nguyên không tha cho đứa chàng ta, nhờ số chức quy cho con hiền cha quán sông thần. Dần tâm chú lo. Lâu la dương cung chờ linh tình chia biệt đôi nơi cháu thảm thiết lệ rơi nghẹn lời thương nhớ. Quân gian ác khiến xuôi gia đình tan vỡ thì hãy gắng chờ xem ta trả nợ quan cừu. Tàu ác nghiệp thê lương phải gánh chuyện trả thù, hãy giúp tôi đi tha cho người toàn mạng. Lão phu chết một lần nhân danh rạng ngàn thu. Không không, tôi bằng lòng phủi kiếp cù du, chứ không để giả quan thù ham sông làm chi nữa. Ta thư lệnh tương quan âm thầm nguyện như hứa, công hầu lần vinh sang đưa đến cả ba người. Thôi đi ông chớ khua môi, nhiều lời du tôi gian manh thế này ông phải vui chốn tan đời. Về Diêm Dương có chung ban đường đừng gian xin tiếc thương, xem thường nhân nghĩa mạng mây ra trốn. Hiền khanh nơi chớ khẩn cầu vô ích, quy tử tham sanh là vết tích của gian thần. Hướng lòng
Ngọc Dương Hoàng quay báo bộ quân ngân chỉ thương xót muôn dân thì mãn ngày tận tuyệt. Phần sống chết do thiên mọi chuyện trời phán quyết, nghĩa cả đinh trung hiền danh tiết đầm ngàn năm. Anh nào mờ xóa lâu la lắm tên sứ phần gian thần vì mi bài ra cha ta khổ đau qua ước dân trời cao. Bên võ sĩ hiền dùng đắp công lao, lý đầu hồng thường nghĩ trung trang, đành tâm gây khổ nạn do đắm sai ham mê ngai vàng. Nào đánh chiên lên trả cho xong thù gia, nước non không còn quân gian ác tâm sàm tô vua lắm điều. Hãy nghe lệnh truyền dương cung, y lên quan dừng tay lại. Chu huynh chạy con chạy chạy lại mừng kiếm thượng thầy châu long. Lòng Dương đế vui mừng, bao năm trời cách xa lầm tin tướng khanh phán vua, tấu bệ hạ vì sao tiêu chánh thanh quân không vui nhàn hà, nơi sơn đồi vương phải bao nàng tai nay về kịp lúc cứu cho vương hoàng huy khôn. Bình an nước non nên nhà hàng du, chẳng mai gian thần thừa cơ đoạt ngôi, ơn khanh ghi lòng. Cả quân gian ác tâm hại thân đoan tâm giết vua, ngài thao lành xuôi khiến chúa tôi cùng tương quan. Xin thiên tử nguyên phò hoàng gia về đất Minh vững yên. Hiền khanh ơi, lúc non nước Thái Bình trẫm tìm thú tiêu giao truyền tệ tương nguyên nhung bá quan vào hồ gia, có ngờ đâu lòng người mang trá vì ngôi báo hoàng gia mà mong thí mạng dương hoàng.
nhờ thấu khấu cường sang tận diệt kẻ tham tàn. Chúng muốn hiểu rõ ràng ta dối là tể tướng, ngờ đâu nghĩa thâm tình thương tưởng trả thù anh. Khanh đến kịp cứu nàng trẫm được tồn sanh, ơn nghĩa nguyện ngâm danh về thành đô đáp bà. Hãy tha thứ Sơn Dương không thường gì xa lạ người, tuy ở rừng xanh mà thật giả trung thành. Xin thiên tử cho thần hỏi lại người em, nếu thật sự không tường xem như là vô lỗi, còn gian ác thí vua lòng hành gây rối, thì dứt khoát nghĩa kim bằng xứ tội kẻ tà tâm. Thỉnh thiên tử tạm yên ngồi chờ đợi tiên phương. Ta thuận ý. Trương hiền đệ, hiền đệ đâu? Anh Châu Ngọc Long. Anh Châu Ngọc Long. Bao năm qua những tướng không còn gặp nhau. Anh Châu Ngọc Long. Quỳnh đệ giờ tương giao, vì sao em sát hại Vương Hoàng là mình đế cùng vàng. Chẳng tận tường tưởng đâu kẻ gian, tể tướng quan giả mang hại anh. Thoáng trong nhìn có hai bé thơ, con của em sẽ ra mừng anh. Con của em? Dạ. Em có vợ bao giờ? Lệnh muội của anh đâu? Chúng em yêu nhau không xính lễ kết giao, trổ sanh được hai đứa vừa tròn 15 tuổi. Nàng dẫn số mình em thui thủi, trời thương cho hai đứa xuống sách đó anh. Nè. Dạ. Hãy cho hai cháu đến gặp anh. Gặp anh hả? Mà ngộ lắm Châu Huynh ơi. Con của em không giống em, mà nó giống hệt như là anh vậy đó. À, chắc tại em nhớ thương anh, giống nhau là thường sự mà. Dạ, bởi vì thế mà em đâu có đặt họ Trương, mà em đặt họ Châu đó. Ồ, ta đa tạ hiền đệ nghĩ đến huynh. Ta sẽ nhận hai cháu là dưỡng tử. À, em đặt tên nó là gì? Dạ, tên của con em, nó tên... Dạ có đặt à, tên đứa lớn nó tên là thằng ở Châu Lý Lo, còn đứa nhỏ nó tên là Châu Lý Lời. Tên gì mà kỳ vậy? Xấu hái đặt dễ nuôi. Dạ, bây giờ anh ngồi đây chờ ha. Lần ơi. Phụ dạ. Ơi. Ra đi, đi, ra đi. Tụi bay may mắn rồi đó. Sao vậy chú? Cha của tụi bay về. Cha à, con hả chú? Con về hả? Để con chạy ra nhìn nghe chú. Khoan đã. Mày làm gì dữ vậy? Đồ vong ân bội nghĩa. Hồi đó không có cha mày, mày ở với ai? Ghét ghê. Thôi mà chú, con nhớ cha con mừng mà. Chú nói mau đi rồi, cho con gặp cha con nghe chú. Nè, tụi bay ra ngoài đó đó. Cha của mày hỏi mẹ con của ai, tụi bay nhớ nói là con của tao nghe chứ. Gì kỳ vậy? Sao nói là con của chú? Ê, chút xíu thôi mà. Thử cha mày con có thương tụi bay không? Đúng rồi ha, dạ con cảm ơn chú. Ông hỏi mẹ tên gì? Mày á, Lân á, dạ, hỏi dạ. Mẹ tên gì? Mày nhớ nói mày là Châu Lý Lon. Châu Lý Lon. Ừ, tên xấu à, con không thèm đâu, con không thèm đâu. Im đi. Tên giả chát miệng bây giờ. La bài hải hoài à. Con mày á, Phụng á. Dạ. Con ra ngoài gặp cha con nói con là Châu Lý Lon. Tên xấu, con chịu đâu, chịu đâu. Không chịu, không chịu, tao đuổi cha mày đi bây giờ. Ý là con chịu, đừng có đuổi mà. Chịu phải không? Dạ. Theo tao. Châu Huynh, con của em nè. À, hai cháu. Dạ. Lại đây bác bảo. Ồ, đẹp đẽ phương phi. Nè, hai cháu tên gì vậy? Ừ? Dạ thưa bác. Trình thưa con, chính là Châu Lý Lòn. Bấm Châu Lý Lầu tên của con. Nhìn qua cháu thơ thêm chân lòng, thà
thầm nhớ mẹ bóng từ quê cũ. Biết bao thuở ta thương Phùng Ngọc Lân ơi con, làng hương hiền thề nơi gia đình từ ngày ra đi không biết tên. Quyết thông thâm tình chia cách từ lâu nay, qua cảnh bể dâu mới cùng nhau tương ngộ. Mẹ trẻ chốn quê xưa đêm ngày lễ đổ, thầm tưởng nhớ người đi gian khổ cứu sang hà. Châu Ngọc Lân là con ước lệ chàng hoàng, mỹ phụng cần kề cha 15 năm chia biệt, tha thiết chữ thâm tình phụ tử đã đoàn viên. Trời thương kẻ trung hiền con tương ngộ cùng cha, xa cách mây quang hà mẹ con đâu dân bông. Chúa quê dạy con nghề cướp là phương sông, mẹ dần bó từ con đừng mong buổi hoài về. Ta tỷ thi là cùng vì sao hỡi Sơn Quy, thưa anh tức kẻ vô nghì phải làm nghề thảo khâu, gặp kẻ bất nhân em hành động sâu, còn ngày thắng trung hiền quy dấu mặt vào hang. Em dạy cho chúng lấy của giàu cho người nghèo có gì đâu mà anh la em. Dạ. Điều chi? Dạ có ba người một nữ hai nam muốn vào gặp Trương Sư Quy trại chủ. Cho vào. Hoàng Khánh Minh. Hoàng Hiền Đệ. Châu Huynh. Phụng Lan Hương. Mẹ. Mẹ. Thương nhớ mong hiền thế này rất vui trùng phùng bên nhau, nghẹn ngào qua khói bao khổ đau. Ôi phu quân lễ mừng tuôn xa, tiếc ngai xa biên thùy trang quà, dưỡng nuôi con thờ chờ mong ta thấy nhau. Nghĩa thăm giao tương đàn nơi đây, tỷ lương ơi nên dằn thương sâu, trẻ dài khờ cầu mong tha thứ cho. Vì sợ đòn mà hư làm mẹ hiền sầu tư, cha ơi xin tha cho lối con. Tẩu nương nên thông hiếu giùm, nghĩa huynh tương tư bóng hình, hãy vui bên nhau thắm tình. Rồi còn chi nữa người ta tham hiến dinh đã quên. Nếu đã quên tình tắm mặn gối chân, anh đâu phải khó khăn vượt biển xuyên sơn tìm về cô thâu. Nếu đã quên vợ yêu con thơ ngọc lòng đau đau khổ, thầm đợi buổi trùng quang vào những đồ xuân về. Hạ đến thu đi đông khắc khoải ê chề, não nề thay khi vợ chồng tao ngộ, lại phải nghe nàng phố lộ chuyện lìa xa. Tưởng chẳng bỏ vợ nhà vì điện ngọc vinh hoa, cho nên tôi mới giao quà tốt tư cùng người khác. Sao mẹ nỡ để gia đình mình tan nát, thằng cha bạc ác râu dê cứ tàn nhẫn lấy vợ người. Trời ơi, hết rồi. Thôi hết mong chung hòa, duyên số không một nhà, đàn bà vô tâm đoạn lìa ân thâm. Riêng với mi không
kim bằng. Chữ chẳng ra để tôi sống giàu. Đừng lo có con kề bên, cùng cha hơn thua phen này. Mày im hổn ăn đòn đau. Rõ ràng là kẻ vốn phạm phu tục tử, thế mà lại trách phiền nhau không giữ sự vuông tròn. Lòng chi biết hận ghen sầu khổ yếu mòn, mà quên hẳn nơi lầu xóm phiên quốc. Ai lo lắng bệnh tình rồi trở mặt phụ nặng nợ nước nhà nên tỏa bút thiệt hơn người không chút quen thân chứ nhiều lời lắm chuyện. Dạ quân tử đổi thay còn sao ngôn ngụy biện, hãy đối diện cùng nhau thề sinh tử nơi này. Hả? Quế Nhi công chúa, ơn sâu đậm phiên trào an lành sinh mạng, nhớ thương nghĩa thê vô hạn, tạ từ không chờ ân thuận, quay về minh trào tương ngộ, phải đành lối ân với người. Kìa làng nương đã thường chân tình, con hỡi con lại người để đền ân sâu. Em hiền hiếu rành ta phân cừu, ta chính nàng đức nhân. Ta tình phiên trào công nương nữ, nhị chẳng nại tuyết sương đến nơi minh địa mong gặp. Mừng vui thấy chàng khỏe an, chúc cho duyên đẹp bên vợ. Còn tôi số phận hâm hiu, hiền huynh tôi đang sầu cô liêu. Công nương, nơi phiên quốc ân tình nàng cao đẹp, giữa chúng mình chưa giao mặt bắt tay. Hoàng Khánh Minh nhân hậu anh tài, Ý tôi muốn mai dông cho hiền đệ. Tôi và Châu Huynh chưa có lời ước thệ, nhưng tình cảm này đâu dễ trao người. Châu Huynh bài đặt chi bao chuyện ngược đời. Kẻ không vợ người chưa chồng, đất xứng đôi giao ước. Thôi đi, kỳ quá à. Có gì đâu mà kỳ, hiểu nhau tầng tường nên kết giao càng thường. Sợ cho người không thương yêu, lòng thầm mơ ước cho lứa đôi nên tình. Tâm tư hương vui mừng khi thấy ai tròn duyên, thay ta ơn sâu đền tìm yêu gửi trao về ai. Chuyện tôi thì lẻ loi buồn đời, vui cùng con an hướng thăm tình. Công nương xin tha thước giá qua trang đài, còn Hoàng Khánh Minh hiền khanh xưng đôi nên duyên lành, ta tác hôn chân thành. Qua tình lân ban công chúa nên thùng ưng, vui cùng nhau chung bước kinh kỳ, chung vò vua nâng đỡ sang hàng.